Cô gái này tuy sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng lại không may có một cái đinh trong đầu, khiến cô ấy mỗi khi lên cơn điều hành xử một cách rất kỳ lạ, đặc biệt là khi đứng trước trai đẹp thì càng lạ kỳ hơn, không hiểu sao hành vi tưng tửng lại bộc phát một cách dữ dội. Xin lỗi, em không thể kiểm soát được bản thân. Không sao, em cứ thoải mái lên cơn nếu em thích. Nhưng tại sao cô gái ấy lại có cây đinh trong đầu vậy? Vốn dĩ Alice làm nhân viên bồi bàn tại một quán ăn, mà hầu như nhân viên tại đây đều phải trượt patin để mang đồ ăn ra cho khách. Trong khi làm việc, bố mẹ Alice đến quán và kể rằng hôm nay Scott đã đến gặp họ, và anh ấy ngỏ ý muốn cưới Alice làm vợ. Ngay lúc đó, Scott bước xuống từ một chiếc xe mô tô và tiến vào bên trong. Phải nói rằng trông anh ấy thật tuyệt cả là vời, chuẩn gu đàn ông mà mọi phụ nữ đều rất yêu. Sau đó Scott mời Alice đi hẹn hò và cô nàng đã đồng ý. Tối hôm đó, họ dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng và Scott lấy nhẫn ra cầu hôn Alice. Đương nhiên cô ấy ngay lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ. Nhưng đúng ngay khoảnh khắc hạnh phúc đó, nhân viên đang dùng máy bắn đinh để sửa chữa trần nhà bất ngờ ngã xuống cầu thang, đè lên người Alice và gây ra tai nạn. Scott nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện để cấp cứu. Các bác sĩ kiểm tra và phát hiện một chiếc đinh đã không may cắm sâu trong hộp sọ của cô. Vì vậy cô cần phải được phẫu thuật khẩn cấp. Nhưng đột nhiên, họ phát hiện Alice không có bảo hiểm y tế nên đã từ chối phẫu thuật. Trong khi chi phí phẫu thuật não là $150,000, Scott nói anh không thể trả số tiền đó. Nên anh đã hỏi bác sĩ điều gì sẽ xảy ra nếu để nguyên như vậy. Bác sĩ trả lời rằng Alice có thể phát triển các triệu chứng khác nhau. Chẳng hạn đôi lúc cô sẽ hành xử hung hăng như những người điên loạn. Nghe được điều đó, Scott liền tháo nhẫn khỏi tay Alice và nói rằng họ cần hoãn lại đám cưới. Lúc này, bố mẹ Alice cũng đến và nói rằng họ sẽ trả mọi chi phí. Nhưng khi biết được giá tiền, họ cũng nói rằng họ không có đủ tiền. Alice không biết phải làm gì tiếp theo. Cô không muốn bản thân trở nên điên loạn. Bố mẹ cô chợt nghĩ ra một kế hoạch. Họ sẽ mở một quỹ để kêu gọi đóng góp cho những người cần chăm sóc y tế đặc biệt. Có rất nhiều khách tham dự buổi tiệc, trong đó có những người cũng mắc bệnh mà họ không thể chữa vì không có bảo hiểm. Alice gặp Kesan, người có vấn đề với mông, và một vị linh mục đã ra tên là Naomi, người gặp rắc rối với vùng nhạy cảm. Mặc dù đã uống thuốc nhưng lúc nào trong quần ông ấy cũng sừng sững như cái cột cờ. Sau buổi tiệc họ ngồi lại đếm tiền, nhưng mọi người chỉ quyên góp được $1,600. Rõ ràng bấy nhiêu đây là không đủ. Sau đó, dì của Alice đề nghị giúp đỡ. Bà là bác sĩ thú y và muốn tự thực hiện phẫu thuật não tại nhà. Scott lập tức phản đối ý tưởng này, nhưng Alice không còn lựa chọn nào khác nên đành phải đồng ý. Thà là chầu ông bà luôn chứ khùng khùng điên điên thì khó chịu vô cùng. Trong khi phẫu thuật, chiếc đinh lại càng làm tổn thương não hơn, khiến Alice lên cơn và bắt đầu đập phá đồ đạc. Scott nhẹ nhàng tiến đến và cố gắng trấn an Alice, nhưng không ngờ anh lại nói rằng họ cần chia tay. Anh không muốn cưới một cô gái thần trí không được bình thường như cô. Scott còn nói nếu Alice chữa khỏi não thì anh sẽ quay lại, nhưng hiện tại anh phải ra đi. 2 tuần trôi qua, Alice đã trở nên trầm cảm và đôi khi còn phát điên. Linh mục Naomi và Kesan đến để động viên cô, khuyên cô không nên tuyệt vọng và tin rằng sẽ có ai đó giúp được cô. Lúc này, Alice nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai trên TV. Anh ấy hứa sẽ giúp tất cả những ai tìm đến anh ấy. Alice chắc chắn anh ấy là một người tốt bụng và muốn đến gặp anh ấy ở Washington. Linh mục Naomi và Kesan nói rằng họ sẽ đi cùng cô để hỗ trợ. Cả ba nhanh chóng đến Washington và bước vào tòa nhà quốc hội. Tại lối vào, khi nhân viên an ninh muốn kiểm tra thì đột nhiên Alice lấy từ đâu ra khẩu súng bắn đinh. Nhân viên an ninh liền lập tức khống chế Alice. May mà cô ấy chưa làm tổn thương ai. Kesan nhanh trí dùng vẻ đẹp trai hiếm có khó tìm của anh để mời nữ nhân viên an ninh đi hẹn hò, giúp xoa dịu tình hình một cách nhanh chóng. Alice nói rằng cô đến gặp Howard để được tư vấn, nên an ninh đã cho phép họ vào. Còn Kesan quyết định ở lại để trò chuyện với nữ nhân viên an ninh kia. Một lúc sau, Alice tìm thấy văn phòng của Howard, nhưng cô không được phép vào, vì Howard đang bận nói chuyện điện thoại với mẹ. Lúc này một cựu phi hành gia hiện làm việc trong quốc hội xuất hiện. Bà đi vào văn phòng của Howard và nói rằng anh phải thực hiện chỉ thị của bà. Bà muốn xây dựng một căn cứ quân sự trên mặt trăng, và Howard phải tìm một người bình thường với tiểu sử thú vị để công khai ủng hộ dự án này. Mặc dù Howard không muốn giúp bà, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Trong khi đó, linh mục Naomi bắt đầu cảm thấy cơn sắp phọt ra quần nên vội vàng rời đi. Nhưng Alice vẫn không muốn bỏ cuộc. Cô quyết định vào bất kỳ văn phòng nào để gặp được Howard, nhưng lại tiếp tục bị đuổi ra ngoài và túi của cô không may bị rách. Đúng lúc đó Howard xuất hiện từ đằng xa. Alice liền chặn anh lại và kể về vấn đề của mình cũng như vấn đề của bạn bè cô. Cô nói rằng luật cần được thay đổi, để những người không có bảo hiểm y tế cũng có thể được chăm sóc sức khỏe. Howard nói rằng anh rất muốn giúp cô, nhưng anh không thể vì anh không có quyền quyết định gì cả. Anh chỉ là một nghị sĩ trẻ tuổi và chỉ làm theo những gì được chỉ đạo, chứ anh không được làm theo ý mình. Alice không thể tin rằng Howard đã lừa dối cô và những người khác khi nhìn thấy tin tức về anh trên TV. Khi Howard vẫn đang luyên thuyên tìm lý do để giải thích, Alice bất ngờ bị một cú va chạm như trời giáng vào đầu. Nó vô tình kích hoạt dây thần kinh số 69 của cô và khiến cô bắt đầu cư xử kỳ lạ.
Alice tiến đến gần Howard và hôn anh một cách đắm say, rồi sau đó họ vào văn phòng và nhảy lambada trong đó. Alice nói rằng đôi lúc cô không thể kiểm soát được bản thân, nhưng Howard lại thích điều đó. Anh quyết định rằng Alice có thể giúp anh hoàn thành nhiệm vụ mà ông mới nhận được. Anh mời cô xuất hiện trên truyền hình để nói về vấn đề của mình, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ cho việc xây dựng căn cứ quân sự trên mặt trăng. Mặc dù Alice không biết căn cứ trên mặt trăng là cái khỉ gió gì, nhưng Howard bảo cô hãy làm theo như anh yêu cầu, và anh hứa sẽ giúp cô tạo ra một luật mới để hỗ trợ những người bệnh. Khi trở về phòng, linh mục Naomi ngạc nhiên khi Alice đã đạt được thỏa thuận với Howard. Ông ấy hỏi cô đã làm gì nhưng cô không biết phải trả lời thế nào. Còn Kesan cho biết anh đã có khoảng thời gian tuyệt vời với nữ nhân viên an ninh lúc sáng, nhưng anh không nói cho cô ấy biết vấn đề sức khỏe của mình, vì sợ cô ấy sẽ rời bỏ anh. Tối hôm đó, họ đến một hội nghị theo lời hẹn của Howard, rồi Howard kéo Alice đến trước ống kính máy quay và bảo cô hãy phát biểu vài điều. Mà lúc này cô cũng ngơ ngơ ngáo ngáo không biết phải nói gì, và kết quả là, tôi có một cái đinh trong đầu, vì vậy tôi cần một căn cứ quân sự trên mặt trăng. Alice rất xúc động mô tả vấn đề của mình và yêu cầu chính phủ phê duyệt dự án xây dựng căn cứ. Mọi người đều ấn tượng với bài phát biểu của Alice, đặc biệt là Howard. Anh nhận ra rằng Alice chính là cứu tinh của đời mình. Vì vậy sau buổi hội nghị, Howard đã cùng nhóm của Alice trở về khách sạn tổ chức tiệc ăn mừng. Không lâu sau, chỉ còn lại Alice và Howard trong phòng. Howard nói rằng anh luôn muốn giúp đỡ mọi người, và khi còn nhỏ anh từng muốn trở thành kiểm lâm, nhưng mẹ anh buộc anh phải theo đuổi con đường chính trị. Howard thừa nhận rằng Alice chính là người phụ nữ mà anh luôn mong muốn, còn Alice thì nói rằng hiện tại ý thức của cô đang rất tỉnh táo. Rồi cô hôn anh và cả hai tiếp tục nhảy lambada với nhau. Sáng hôm sau, Howard tỉnh dậy và nhớ rằng hôm nay họ có một cuộc họp với Chủ tịch Hạ viện. Alice dẫn bạn bè mình đến cuộc họp, nơi cô gặp Chủ tịch Hạ viện và hỏi khi nào ông sẽ phê duyệt luật bảo hiểm y tế mới. Nhưng Chủ tịch Hạ viện nói rằng ông không biết luật đó là gì, và cũng chưa bao giờ phê duyệt luật như vậy trong đời. Ông chỉ muốn xây dựng một căn cứ quân sự trên mặt trăng và đặt theo tên mình. Alice không hiểu tại sao ông ta lại từ chối. Howard xen vào cuộc trò chuyện và nói rằng luật nhỏ này sẽ mang lại uy tín tốt cho Chủ tịch Hạ viện. Nhưng ông ta vẫn thẳng thừng từ chối. Một lúc sau, Chủ tịch Hạ viện đang ăn bánh quy thì bất ngờ bị nghẹn và ngã xuống sàn. Linh mục Naomi cố gắng giúp ông ta nhưng không thành công. Chủ tịch Hạ viện sau đó gục xuống. Kesan định hô hấp nhân tạo nhưng ông ấy thà chết chứ không chịu. Thư ký vội mang máy khử dung tim đến, và Howard cố gắng cứu ông ấy. Nhưng bà Pam đột nhiên đá phích cắm ra khỏi ổ điện, rồi lật đật chạy đến giả vờ rất lo lắng cho sếp của mình. Nhưng thực tế bà ta làm vậy vì muốn dự án căn cứ trên mặt trăng chỉ thuộc về riêng bà ta. Kết quả là Chủ tịch Hạ viện hưởng dương 53 tuổi. Tang lễ nhanh chóng được diễn ra. Rất đông người đến để tham dự và còn có cả truyền hình trực tiếp. Lúc này, Scott đang xem TV và nhìn thấy bạn gái cũ Alice của mình. Đột nhiên anh nói với bạn gái hiện tại rằng họ cần chia tay, vì anh đã yêu Alice một lần nữa. Trong tang lễ, Pam chuẩn bị bài phát biểu của mình. Bà ta giả vờ rất đau buồn vì sự ra đi của Chủ tịch Hạ viện, nhân tiện nhấn mạnh rằng ông ấy đã phê duyệt việc xây dựng một căn cứ quân sự trên mặt trăng. Trong khi đó, Alice hỏi Howard họ nên làm gì tiếp theo, nhưng anh cho biết sẽ rất khó để đưa ra một luật mới, và điều đó cần có một phép màu. Nghe vậy nên Alice quyết định tự mình hành động. Cô đứng dậy và tuyên bố rằng Chủ tịch Hạ viện là một người đàn ông vĩ đại, đề nghị mọi người cho một tràng pháo tay. Cô kể rằng vào lúc ông qua đời, cô cũng có mặt trong văn phòng nên cô tự trách mình vì không cứu được ông. Alice gửi lời chia buồn đến vợ của chủ tịch và gia đình ông ấy. Rồi cô bước lên bục phát biểu và khóc bù lu bù loa, nói rất nhiều điều tốt đẹp về một người mà cô thực sự chưa từng quen biết. Pam nhìn thấy vậy liền cố giải thích với vợ của chủ tịch rằng Alice đang lừa dối mọi người, nhưng bà ấy lại bảo Pam im miệng. Alice tiếp tục nói rằng vào ngày chủ tịch Hạ viện qua đời, cô đã ở trong văn phòng ông để đề nghị ông phê duyệt luật bảo hiểm y tế mới, và ông đã đồng ý vì ông là một người nhân hậu. Alice khiến mọi người xúc động và họ bắt đầu vỗ tay hoan nghênh cô. Cô kêu gọi mọi người giúp mình hoàn thành công việc giang dở của Chủ tịch Hạ viện. Trong sự đồng tình hưởng ứng của tất cả mọi người, chỉ có Howard hiểu rằng nếu Pam tìm được anh, bà ta chắc chắn sẽ giết hoặc sa thải anh. Vì vậy anh nói rằng anh rất vui mừng cho Alice. Sau đó anh nhảy qua cửa sổ rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy không hẹn ngày gặp lại. Mặc dù vậy nhưng luật mới không dễ được thông qua như vậy. Một nhóm các hướng đạo sinh quyết định giúp Alice. Họ bắt đầu vận động thông qua luật mới và hủy bỏ việc xây dựng căn cứ quân sự trên mặt trăng. Thậm chí họ còn quay một video giản dựng, giả vờ thực hiện một ca phẫu thuật tại nhà với trang thiết bị sơ sài. Trong khi đó, Pam cũng tìm mọi cách để bôi nhọ danh tiếng của Alice. Điều đó đã khiến dư luận bắt đầu chia rẽ. Trong một sự kiện, Scott đến gặp Alice và cầu xin cô trở về quê nhà cùng anh. Scott nói rằng anh không quan tâm đến việc sau này cô có bị tưng tửng hay không, bởi vì anh yêu cô rất nhiều và họ vẫn còn cơ hội bên nhau. Nhưng Alice vẫn không muốn bỏ cuộc, vì vậy Scott hứa sẽ giúp cô tìm được Howard để chứng minh lòng trung thành của anh với cô. Sau đó, anh nhờ bạn bè cảnh sát ở địa phương giúp tìm kiếm. Sau một thời gian lùng sục khắp nơi, cuối cùng anh cũng tìm được Howard. Anh ấy đang trà trộn vào trong đám người rừng để lẩn trốn bà Pam.
Scott thuyết phục Howard quay trở lại, nói rằng một người đàn ông thực thụ là phải dám đối mặt với thử thách chứ không phải lẩn trốn. Họ đến buổi vận động và Howard tuyên bố từ sân khấu rằng anh sẽ chiến đấu vì luật mới để giúp đỡ tất cả những người cần được giúp đỡ. Rồi Howard thổ lộ tình yêu với Alice và hôn cô, và kết quả là anh bị Scott cho ăn ngay một cú đấm vào mặt. Hôm sau, cả nhóm đến quốc hội, nhưng việc thông qua luật mới rất khó khăn vì Pam đã trở thành chủ tịch hạ viện. Howard cố giải thích rằng luật bảo hiểm y tế quan trọng hơn căn cứ quân sự, nhưng Pam ngắt lời anh, bà ta triệu tập các bạn gái cũ của Howard đến, những người mà anh từng giúp đỡ cho các dự án của họ, và Pam khiến mọi người tin rằng Alice chỉ đang lợi dụng Howard vì mục đích cá nhân. Alice cảm thấy tình hình có vẻ khó khăn nên cô lập tức chuyển sang diễn xuất. Cô phát biểu xúc động về việc những công dân bình thường không đủ khả năng chi trả cho việc chữa trị và phải chịu đựng đau khổ. Rồi cô ngã xuống và nói rằng cô tin vào nước Mỹ vĩ đại. Ai cũng nhiệt liệt đứng dậy ủng hộ Alice. Howard thấy vậy nên kêu gọi các chính trị gia bỏ phiếu. Nhưng ngoài mặt thì họ ủng hộ, còn khi bỏ phiếu thì lại trở mặt phản đối. Kết quả là bà Pam đã thắng, khiến Alice hoàn toàn suy sụp mà ngất xỉu. Scott đề nghị họ hãy trở về quê nhà. Nhưng Alice không muốn rời đi mà không có Howard. Đột nhiên cô nhìn thấy anh đang thương lượng gì đó với trợ lý của bà Pam. Scott nói rằng Howard đã phản bội cô nhưng cô vẫn không tin. Chỉ đến khi Howard xuất hiện trước quốc hội và xin lỗi về những gì mà anh đã làm, nói rằng anh hoàn toàn ủng hộ việc xây dựng căn cứ quân sự trên mặt trăng, anh cũng xin được trở lại vị trí cũ của mình. Alice nghe vậy và nhận ra anh là kẻ phản bội, nên cô tức giận trở về khách sạn thu dọn hành lý và định trở về quê. Nhưng khi bật TV lên, cô thấy tin tức rằng Howard đã bị sa thải khỏi quốc hội vì anh đã tự ý thông qua dự luật mới về bảo hiểm y tế ngay khi mới nhậm chức. Trong một cuộc phỏng vấn, Howard thổ lộ tình yêu với Alice và nói rằng anh phải giả vờ phản bội cô. Alice mừng rỡ chạy ra ngoài tìm Howard, cô ôm chầm lấy anh và hôn anh. Scott hiện tại cũng không quá buồn vì anh ấy đã có bạn gái mới. Một thời gian sau, Kesan đã chữa khỏi bệnh và quyết định kết hôn với nữ nhân viên an ninh. Alice và Howard là phụ rể và phụ dâu tại đám cưới, và tất cả đều có quãng thời gian tuyệt vời bên nhau. Bạn nghĩ sao về bộ phim này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.